Lại nữa, các thiên tử vì lìa bậc cực hỷ nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, vì lìa bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo, vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông, vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ nên lìa quả dự lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán, vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân nên lìa quả dự lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ nên lìa quả vị độc giác, vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ nên lìa trí nhất thiết trí, vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, vì lìa sáu phép thần thông nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.
vì lìa sáu phép thần thông, nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt, nên lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa sáu phép thần thông, nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa sáu phép thần thông, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa sáu phép thần thông, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định chứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa sáu phép thần thông, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định chứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt, nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa sáu phép thần thông, nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt, nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Vì lìa sáu phép thần thông, nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa sáu phép thần thông, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt, nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa sáu phép thần thông, nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa sáu phép thần thông, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa sáu phép thần thông, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa sáu phép thần thông, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt, nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán. Vì lìa sáu phép thần thông, nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt, nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa sáu phép thần thông, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa sáu phép thần thông, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa sáu phép thần thông, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt, nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa sáu phép thần thông, nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa mười lực Phật, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Vì lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa mười lực Phật, nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa mười lực Phật, nên lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa mười lực Phật, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa mười lực Phật, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật nên lìa 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, vì lìa 4 điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng nên lìa 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật nên lìa 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng nên lìa 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật nên lìa 5 loại mắt, 6 phép thần thông. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng nên lìa 5 loại mắt, 6 phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A La Hán. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A La Hán. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã, ba la mật đa. Vì lìa tánh luôn luôn xả nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa tánh luôn luôn xả nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất nên lìa chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa tánh luôn luôn xả nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa tánh luôn luôn xả nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa tánh luôn luôn xả nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa tánh luôn luôn xả nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa tánh luôn luôn xả nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất
nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, ba la mật đa. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng.
Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Vì lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Vì lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Vì lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Vì lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán. Vì lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa quả vị độc giác.
vì lìa tất cả pháp môn tam ma địa nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn đà la ni nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát. Vì lìa tất cả pháp môn tam ma địa nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn đà la ni nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa tất cả pháp môn tam ma địa nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn đà la ni nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa tất cả pháp môn tam ma địa nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Vì lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Vì lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Vì lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán nên lìa tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát. Vì lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử,
Vì lìa quả vị độc giác nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác nên lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại bồ tát nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại bồ tát nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại bồ tát nên lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại bồ tát nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại bồ tát nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại bồ tát nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại bồ tát nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại bồ tát nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại bồ tát nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại bồ tát nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại bồ tát nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại bồ tát nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại bồ tát nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại bồ tát nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại bồ tát nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán.
Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa, các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thoáng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa quả dựng lưu, nhất lai, bất hoàn, A-La-Hán. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân.
Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-La-Hán. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, nếu đại Bồ Tát nghe nói các pháp viễn ly, tâm chẳng chìm đắm, chẳng kinh, chẳng sợ, cũng chẳng sầu lo hối tiếc, thì nên biết đại Bồ Tát ấy tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hết quyển thứ 345.